Hello, xin chào tất cả mọi người, Sport Hùng đây. Và hôm nay là ngày 11 tháng 11, một ngày vô cùng đặc biệt. Và nhân cái dịp này thì muốn giới thiệu cho mọi người chương trình khuyến mãi giày cầu lông Li Ninh đến 40-50%. Tuy nhiên thì số lượng giày rất là hạn chế và mỗi mẫu thì chỉ có 1-2 size lẻ thôi. Nên mọi người tranh thủ cái cơ hội này để đầu tư và sắm cho mình một đôi giày nhá. Đầu tiên thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu giày nữ và mẫu giày này chỉ có size 38 thôi. Đây là mẫu giày cầu lông Li Ninh AITN056. Và mẫu giày này có mức giá gốc là 379 tệ. Tức là nó rơi vào khoảng 1.350.000 tiền Việt Nam. Đây một mẫu giày nữ rất là đẹp và Hùng tin rằng khi mà Hùng mở nó ra thì nó sẽ làm cho chị em rất là thích. Ngay cả bản thân Hùng là nam nhưng mà Hùng nhìn mẫu giày này rất là đẹp. Hello mọi người, mẫu giày màu xanh dương. Màu xanh ngọc, mẫu này là màu xanh ngọc. Dòng đế mới của Li Ninh. Rất là bám nền cũng như là chống mài mòn rất tốt, đế cũng khá là dày. Có đầy đủ, đây là công nghệ chống lật cho mọi người. Đế cao su, công nghệ non minh kinh chống mài mòn rất tốt. Mặt đế có chia các rãnh giúp cho đế rất bám nền. Và dòng đế này cũng chất liệu giảm chấn của nó cũng rất là dày. Lớp giảm chấn của nó cũng rất là dày. Đi rất là êm. Giảm chấn cũng như là hỗ trợ lực bật rất là tốt. Mẫu giày này thì có mã là Li Ninh AITN056. Và mức giá gốc thì như cho mọi người xem nó là 379 tệ, khoảng 1.350.000. Bên Hùng thì đang giảm giá khuyến mãi chỉ còn 820.000. Phí ship khoảng thêm 40.000 nữa là tổng là 860.000 mọi người có thể sở hữu được mẫu giày này. Mẫu giày rất đẹp đấy ạ. Về chất liệu da thì đôi giày kết hợp chất liệu da rất là mịn. Người thấy lớp da kết hợp có đường chỉ may rất là bắt mắt cũng như rất là chắc chắn. Và cùng với đó là nó có một cái lớp lưới ở đây. Có hai lớp nha, một lớp lưới ngoài, một lưới trong rất là mềm mại. Thế dù chúng ta đi vào chân cảm giác rất là dễ chịu nha. Đây, đôi giày rất là đẹp. Đôi giày này 1.350.000 giảm còn 820.000, thêm 40.000 tiền ship tổng 860. Bên Hùng có tặng kèm hai móc khóa cầu lông lưu niệm cho mọi người. Đó là một móc khóa cầu lông kim loại và một móc khóa cầu lông bằng nhựa. Đó, chị em phụ nữ thì rất thích móc khóa nên Hùng sẽ tặng cho chị em hai chiếc móc khóa. Chỉ có duy nhất size 38 nha, và đây cũng là mẫu giày nữ duy nhất trong ngày hôm nay. Và hôm nay chính chủ yếu là Hùng sẽ giới thiệu đến anh em các mẫu giày cầu lông nam, bởi vậy ở đây video là dành cho anh em là chính, chẳng qua là mẫu nữ thì có một mẫu Hùng tiện giới thiệu luôn thôi. Chúng ta bắt đầu ngay nha. Chúng ta đến với một mẫu giày mới nhất năm 2020. Mẫu giày Li Ninh AITQ027. Mức giá gốc là 369 tệ, tương đương với khoảng 1.320.000 tiền Việt Nam. Và đây là mẫu giày mới năm 2020. Mẫu giày mới năm 2020. Có màu sắc đen trắng, đôi này đi lên chân nhìn rất là đẹp. Ok, và đây là mẫu giày cho anh em cầy sân bê tông và nó có mức khuyến mãi rất là sâu. 1.320.000 giảm chỉ còn 750.000. Và bên Hùng còn đang áp dụng chương trình miễn phí ship cho mẫu giày này nha mọi người. Mẫu giày này là mẫu giày duy nhất hôm nay được miễn phí ship. Đây, đế kép cao su chống mài mòn. Giúp anh em cầy sân bê tông. Được cầy sân bê tông, cầy sân gạch thoải mái, thoải con gà mái. Chỉ 750.000 và được miễn ship nữa. Đấy, nó còn có đầy đủ công nghệ chống lật. Mọi người có thể nhìn thấy cái đế làm hơi bè giờ chống lật đây. Giờ chống lật đây. Có đầy đủ công nghệ chống lật giúp chúng ta an toàn khi di chuyển. Chất liệu da cũng khá là mềm mịn và có thể dễ dàng lau chùi. Hùng đảm bảo bảo hành da cho mọi người, đảm bảo đến lúc giày hỏng cũng sẽ không kiểu có tình trạng bị nứt da hay bong da. Không tính trường hợp mọi người chạy và mọi người dê cái chân miết xuống nền và cái da này bị xước ra thì đấy là chuyện bình thường của anh em chơi cầu lông. Nó là điều hiển nhiên thì cũng không nói nhá. Đấy, có một số anh em nha, từng mua giày của Hùng và rõ ràng là người ta di chuyển nó bị dê chân xuống nền. Dê chân, má chân ấy, khi chúng ta di chuyển. Ai chơi cầu lông vậy, chắc bạn đấy mới chơi cầu lông. Ngày đấy thì là đăng video, đăng một cái bài lên chợ cầu lông kêu Hùng bán giày kém. Thế là bắt đầu anh em cầu lông vào bình luận. Lúc đấy bạn đấy mới biết là đấy là một điều hiển nhiên trong cầu lông và bạn ấy tự gỡ bài. Nhưng người ta không hiểu, người ta chơi một cái kiểu mới chơi ấy. Mua giày xong đi lê chân bên trái, ví dụ đánh vợt bên tay phải thì mình bao giờ mình cũng lê cái má chân bên trái thì bao giờ nó cũng sẽ bị xước. Nếu mà chúng ta cố gắng di chuyển, đặc biệt là sân bê tông, nó rất là bị dễ bị xước giày. Đôi nào cũng bị xước như thế, nó là một điều hiển nhiên trong cầu lông. Đây, đôi giày về chất liệu đế thì đế cao su rồi, cao su kép rồi. Chất liệu giảm chấn của nó cũng, nói chung không phải công nghệ gì đó cao nhưng nó cũng đảm bảo nó khá là dày và giúp hỗ trợ giảm chấn cũng nhiều lực bật cho anh em, đảm bảo hoàn toàn. Những đôi giày tầm giá này thì chúng ta không thể yêu cầu những công nghệ cao của những đôi giày cao cấp được. Về chất liệu da nó cũng rất là xịn. Về đây là một lớp lưới cũng rất là thông thoáng và mềm mại, đeo ở chân rất dễ chịu. Và cũng có đặc điểm cảm nhận rõ ở đôi giày này là đôi giày này nó khá là nhẹ, nó khá là nhẹ.
và nhìn nó rất là đơn giản nhã nhặn, nhưng mà khi lên chân rất là đẹp luôn. Khi lên chân đôi này rất là đẹp, kết hợp với đồ thì không thể chê vào đâu được. Mẫu giày này thì bên Hùng chỉ còn duy nhất size 41 và size 42, à còn một đôi 39,5 nữa nha. Lưu ý mọi người, đó là size 39,5 của Li Ning thì sẽ tương đương với size 39 của các hãng khác, đều có size nó là 7 US 6 UK và chiều dài là 24.5 cm. Anh em nào chân khoảng 24 cm là đi sẽ vừa. Đấy, thì còn một đôi 39.5, size 41 còn 4 đôi, size 42 còn 5-6 đôi gì đấy. Đấy, số lượng rất là hạn chế. Anh em nào đi 41-42 muốn tìm một đôi giày cầy sân bê tông hoặc là không có điều kiện để mua giày đắt tiền thì đây là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người đầu tư. Bởi vì giày, chính xác đây là một đôi giày ngon, bổ và rẻ nhá. 41-42-1-320 khuyến mãi chỉ còn 750.000, lại còn được miễn phí ship nữa. 41-42-39.5 nha anh em. Đây, ông để tạm ở đây. Tiếp theo giới thiệu anh em mẫu nào đây. Đây rồi, mẫu này. Ok, vừa rồi anh em thấy mẫu kia chỉ có 41-42 và chắc hẳn là anh em đi size 40 sẽ khá là tiếc nuối khi mà đôi giày đó không có size 40. Nhưng đây là một sự bổ sung tuyệt vời cho mọi người. Xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày Li Ning ITN019. Giá gốc là 339 tệ, tương đương với khoảng 1.220.000 tiền Việt Nam. Và đôi giày này thì đang được bên Hùng khuyến mãi chỉ còn 680.000, phí ship thêm 40.000 nữa là 720.000 nha mọi người. Và đôi giày này cũng là một đôi giày cho anh em không có nhiều tiền, cũng như là cho anh em đánh những nền sân có độ ma sát và mài mòn cao như sân bê tông. Đây xin giới thiệu mọi người, cũng là một mẫu giày cầu lông có đế cao su kép rất là dày dặn. Và Hùng hay gọi mẫu đế, dòng đế này là dòng đế chuyên cho cầy sân bê tông của hãng Li Ning. Đế làm cũng hơi bè và cũng có công nghệ chống lật. Đôi này đi cũng rất là an toàn cho chân. Li Ning X-Structure. Đôi giày này là tốt, những đôi giày bán chạy nhất của bên Hùng từ năm trước đến năm nay. Bán rất chạy. Và bây giờ thì Hùng cũng chỉ kiếm được nó size 40 thôi. Đó, về dòng đế đây, chất liệu giảm chấn thì nó cũng tương tự mấy đôi kia thôi. Lớp giảm chấn nó cũng rất dày. Độ êm Hùng đánh giá thì nó là ở mức trung bình thôi, nhưng cũng không cứng đâu mọi người. Độ êm ở mức trung bình nhá. Đấy, còn tiếp theo về chúng ta công nghệ chống lật cũng có rồi nha. Cao su chống mài mòn có rồi nha. Tiếp theo về chất liệu da cũng rất là mịn. Chất liệu da rất là mịn, cũng không sợ nổ da, da mịn và cũng khá là mềm mại. Da mịn cũng khá là mềm mại và khách mua hàng từ trước giờ đôi này cũng rất ưng. Và nó cũng vẫn làm lưới dệt. Thì giúp cho đôi giày cảm giác đeo và nó sẽ nhẹ nhàng và thông thoáng. Đấy, ngoài ra thì nó có kết hợp các cái miếng nhựa, cái ánh như kiểu sắc cầu vồng này, mọi người nhìn có thấy không? Đấy, và ở phần trên sỏ dây các đường đây, nó là một điểm nhấn cũng rất là hay. Và trên cái lưỡi gà này thì nó có biểu tượng của Li Ning. Đấy, đôi giày này màu đen trắng này, màu đen chủ đạo là màu đen. Đôi này vừa có thể đeo đi đánh cầu lông mà mình đi học đi chơi cũng hoàn toàn có thể. Bạn của Hùng trước, nhiều anh em không chơi cầu lông cũng mua Hùng. Mua Hùng, đơn giản là các bạn ấy mua để đi bình thường, đi làm, đi chơi, đi thể thao, vừa đánh bóng chuyền, bóng rổ hay là cầu lông đều chơi được hết. Đấy, nhìn rất là đẹp, đơn giản đúng không mọi người? Đấy, cho anh em về sân bê tông duy nhất size 40. Đó, đây đúng là một sự bổ sung rất là hợp lý cho mẫu ITQ027 vừa rồi. ITN019 nha mọi người. Tiếp theo nữa, một mẫu giày mà Hùng cực kỳ yêu quý và Hùng đã từng 2 năm liên tiếp. Tức là Hùng đã 2 lần Hùng đi mẫu giày này. Giới thiệu với mọi người, nhầm, phải cho mọi người xem hộp. Xin giới thiệu với mọi người. À, đôi 019 vừa rồi là hàng nội địa Trung Quốc xách tay nha mọi người. Đây cũng là hàng nội địa Trung Quốc xách tay luôn. ITM0811 499 tệ, tức là gần 1.800.000 tiền Việt mọi người ạ. Đây là dòng gọi là dòng cao của Li Ning rồi. Đấy, nó là phiên bản rút gọn của đôi giày Ranger TD mà rất nhiều vận động viên tuyển Trung Quốc đi, như cặp đôi Li Lưu đi. Đấy, và rất nhiều vận động viên khác ở Trung Quốc, Chen Long cũng đi dòng Ranger, và đây là Ranger TD. TD chính là ký hiệu cho nó là dòng rút gọn. Và 499 tệ, khoảng gần 1.800.000 tỷ giá đồng nhân tệ. Bây giờ đồng nhân dân tệ đang rất là cao. Một tệ thì nó rơi vào khoảng 3.600 tiền Việt cơ. Đấy, ngày trước thì chỉ khoảng 3.400 thôi. Bây giờ đồng nhân dân tệ rất là có giá, 3.600 mọi người ạ. Giờ này nhập tỷ giá đồng nhân dân tệ lên rất là cao. Mỗi đôi giày mà Hùng phải mất thêm khoảng mấy chục nữa, mấy chục nghìn nữa thêm một đôi giày nó tăng tỷ giá. Đấy, mọi người dùng Hùng nhập khoảng 100-200 đôi giày thì nó đã đội lên bao tiền. Đấy, nhưng vẫn bán rẻ cho anh em. Bây giờ thì bóc ra cho anh em giới thiệu cho anh em. Ok, mẫu giày có màu sắc là màu xanh. Và đôi này cũng chỉ có duy nhất size 40 và bên Hùng đang khuyến mãi 1.750.000. Nếu tính theo tỷ giá cũ, còn tính theo tỷ giá mới nó rơi khoảng gần 1.800.000 đấy. Và chỉ còn 820.000 thì ship 40.000 nữa là tổng 860.000 mọi người. Một đôi giày rất là đẹp. Đấy. Giới thiệu dòng đế công nghệ đế cao su kép chống mài mòn, đế cao su chống mài mòn có rất nhiều danh. Và đế này có đặc điểm là nó rất là nhẹ, rất là êm.
rất là êm, rất là nhẹ cho mọi người và rất an toàn cho chân, chống lật cổ chân cực kỳ an toàn. Về các điểm, các chất liệu trên đôi giày thì rất là xịn, đây rất đẹp, biểu tượng Liên Ninh, miếng da ở gót. Về chất liệu da, cũng da này thì không phải nói là rất là mềm mại. Cái chất liệu da này mọi người cũng có thể nhìn thấy, nó rất là chắc chắn, có thể lau sạch cho mọi người. Đây lỗ thông thoáng khí, chất liệu da rất là mềm. Ngày xưa mà khi Hùng mới mua đôi giày này, Hùng thấy chất liệu da nó rất là mềm này. Đấy, Hùng cứ sợ là ôi mẹ cái này chắc da đều rồi, sợ bong, đi đến lúc hỏng giày rồi, da vẫn còn nguyên rất là đẹp. Cái chất liệu da này Hùng thấy là đi vào chân nó rất là dễ chịu, nó rất là mềm ấy, mọi người. Đấy, đôi giày lên chân rất là đẹp nhá, đi khá ôm. Đấy, mọi người nhìn nhá, mặt đế. Đôi này, đặc điểm Hùng thích nhất đôi giày này đó là nó nhẹ và nó rất là êm. Đây là một trong những đôi giày Hùng đánh giá cao nhất trong những đôi giày Hùng đã từng đi. Lần năm đầu tiên là năm 2017, khi mà đôi này vừa mới ra mắt thì Hùng đi màu xanh này. Và sau đó một năm sau khi đôi này hỏng thì Hùng chuyển qua đi cũng mã này màu trắng. Đôi này duy nhất size 40 mọi người, 1750 chỉ còn 820.000, duy nhất size 40, ship thêm 40 nữa nha. Đấy, cái lót của nó cũng rất là dày, thích thì Hùng lôi lót ra. Cam kết tất cả sản phẩm bên Hùng đều là chính hãng 100%. Có thể trực tiếp check code trên trang chủ của hàng Liên Ninh.com, hướng dẫn check code kiểm tra hàng Liên Ninh chính hãng. Mọi người cũng có thể xem trên kênh YouTube của Hùng, hoặc mọi người lên YouTube gõ là kiểm tra hàng Liên Ninh chính hãng, cách kiểm tra hàng Liên Ninh chính hãng thì sẽ ra khoảng 2-3 cái video mà Hùng làm hướng dẫn nha. Mọi người có thể học theo đó, rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần vào trang Liên Ninh.com, kéo xuống dưới có một cái biểu tượng cái kính lúp, nó ghi là Until Counting Checking, mọi người bấm vào đấy. Mọi người cứ trên bên giày thì có chân bên trái nhá, nó sẽ có một mã số màu này. Nó có một cái mã QR nhưng mà không biết check code mã QR, nhưng nó có một cái mã số màu đây này. Hùng này không muốn dí vào màn hình để cho mọi người nhìn, bởi vì nó sẽ mất đi độ nét, nó sẽ bị thay đổi ánh sáng, khiến ảnh hưởng đến ánh sáng khi mà Hùng quay như thế này. Nên là cái mã code này thôi không lấy nét cho mọi người. Đấy, mọi người về tự check thoải mái. Nếu mọi người muốn chắc chắn hơn nữa thì nói chung tất cả giày bên Hùng ship thì đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mà nếu là anh em nào sợ hàng fake thì có thể xem cách check hàng Liên Ninh chính hãng trước, rồi lúc nào nhận hàng, bóc hàng ra, xem, lấy mã vào trực tiếp trang chủ Liên Ninh chính hãng, check ra chính hãng rồi hãng thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng. Anh em hoàn toàn yên tâm nha. Và đây đa phần các mẫu đều là hàng nội địa Trung Quốc, Hùng xách tay về hết. Nếu không thì không bao giờ có mức giá rẻ nha mọi người. Ở Việt Nam những mẫu này không có đâu. Nó chỉ có một thời điểm nhất định nó hết. Nhưng bên Trung Quốc ấy, trừ khi ở bên Trung Quốc người ta bán hết sạch thì mình không lấy được thôi. Thì thị trường Trung Quốc hết sạch thì mình không lấy được thôi. Còn khi mà có chương trình khuyến mãi mà nó còn thì mình đều lấy được. Đấy, thế nên là và tất cả giày bên Hùng thì đều được bảo hành 1 tháng nha em. Bảo hành 1 tháng. Đảm bảo hàng chất lượng lên, bảo đảm bảo hành cho anh em 1 tháng. Anh em yên tâm nha. Ví dụ keo kiếc cái thứ đi 1 tháng nó bị bong, nó hở, keo ra. Bảo Hùng đổi cho đôi mới luôn nha. Anh em yên tâm. Hùng nói là làm. Có cũng một số trường hợp cũng bị, không phải là không bị đâu. Cho dù giày có Hùng bán mỗi tháng mấy trăm đôi giày, cho dù có là giày gì chăng nữa thì cũng sẽ xảy ra những cái trường hợp mà nó sẽ bị hở keo hay là các thứ. Nó rất là hiếm nhưng nó không phải là không có. Thì gần như là tất cả các khách thì đều được bảo hành đổi đôi mới, hoặc là hỗ trợ lên đôi cao cấp hơn, đôi cao hơn. Nếu mà trường hợp mà đôi giày đó không còn thì có thể hỗ trợ khách lên đôi khác. Đấy, hỗ trợ khách đôi khác. Nên mọi người rất là đẹp, size 40 nha. Màu xanh rất là đẹp luôn. Nói thật là mấy ngày Hùng đang bán giày, mỗi ngày Hùng toàn bán tầm 25-30 đôi giày. Bây giờ Hùng bán vãn đi rồi thì bây giờ Hùng mới làm video thôi. Chứ còn tính đến thời điểm mọi người xem được video này, Hùng đã bán được khoảng đâu đó khoảng 3/5 số hàng Hùng có rồi. Đấy. Tiếp theo cũng là mã đấy thôi, rất là AITM081, rất là mã đấy nhưng nó chỉ là màu khác thôi nha. Với màu này chỉ có duy nhất size 43 và cũng khuyến mãi, giá y hệt 181, gần 1,8 triệu, sale chỉ còn 820.000, 40.000 tiền sale ở 860 nha anh em. Đấy, cái màu này nó còn đẹp hơn màu kia, màu này còn bán chạy hơn màu kia, nhưng mà đợt này chỉ kiếm được size 43 thôi. Đấy, màu đen cam nha mọi người. Đấy, cho mọi người ngắm về giới thiệu thì cũng đã giới thiệu ở đôi trước rồi thì cũng không giới thiệu với mọi người nữa. Duy nhất size 43 thôi. Đây, cái này nó hơi bị lệch cái nên không phải. Đây. Mọi người nhìn, mọi người tưởng lệch thật thì chết. Đây chả qua là nó bị kéo xuống dưới nên nhìn nó mới bị lệch. Mình kéo lên mọi người xem. Đẹp lắm. Đôi này bán chạy kinh khủng luôn từ năm trước năm giờ. Màu này bán chạy hơn cả màu xanh. Đấy. Anh em nào đi size 40 41 thì khả năng là khoảng 2-3 tuần nữa thì bên Hùng sẽ về thêm size 40 41 mẫu này. Còn hiện tại thì chỉ kiếm được size 43 thôi. Đợt tới về thì giá cũng khả năng nó cũng chỉ như này thôi hoặc lên một chút. Đấy, rất là đẹp, nhìn sang vách trường.
mà đôi giày đi rất nhẹ rất êm nhá. Nhiều khách hàng Hùng đang đi Yonex mà đi vào đôi này cũng phải khen. Họ nói rằng đôi giày này êm như Yonex. Cái này Hùng không bốc phép một tí gì. Đã có 2-3 khách hàng đi giày Yonex và thậm chí là khách hàng có rất nhiều tiền, họ đi rất là nhiều giày Yonex đắt tiền, khi ủng hộ Hùng mua đôi này về họ đánh giá rất là cao. Hùng tự tin nói như thế cho anh em. Tiếp theo là mẫu giày Cầu Lâm. Đá đôi vừa rồi cũng là hàng Trung Quốc xích tay, còn đôi này thì là hàng Việt Nam, bản quốc tế, hàng Việt Nam nhập khẩu nhá. AITP023. Đôi này đủ size thì 39.5, 40, 41, 42, 43 nha mọi người. Giá gốc của con này thì cũng là 499 tệ thôi, ngang với con vừa rồi. Còn đây là dòng giày mới của Liên Ninh, công nghệ đế mới và nhìn nó cũng rất là hiện đại. Giờ mình bỏ ra trong cái xe. Đây mọi người, đây là dòng đế 2019 của Liên Ninh. Dòng đế này cũng tương đối là nhẹ, với công nghệ đế giảm chấn Lightning Cloud. Đây ạ, Lightning Cloud và khá là dày, lớp Cloud khá là dày và rất là mềm. Thì đây, nó hơi bị lóa một chút thì mọi người thông cảm như đấy. Hôm này khá là mềm và đây là mẫu giày bán chạy nhất năm 2019, hàng bản quốc tế của Hùng nhá. Đấy, nhìn đôi này cảm giác nó được thiết kế, nó gọi là nhìn nó kiểu theo xu hướng hiện đại hơn mấy đôi kia. Đấy, đây mọi người. Đôi này thì đi khá là ôm chân, khả năng anh em nào mà chân bè thì đi đôi này không hợp cho lắm nhỉ. Này khá là ôm, này cũng đầy đủ công nghệ chống lật, công nghệ đế ProBalock miếng nhựa. Đây là giúp ổn định mặt đế cũng như là nó hỗ trợ giảm chấn và lực bật nhá. Bộ đây, miếng nhựa ở đây và miếng nhựa ở trung tâm. Nó là công nghệ ProBalock, nó giúp cho hỗ trợ ổn định mặt đế chống xoắn đôi giày. Khi tiếp đất thì nó cũng hỗ trợ giảm chấn và khi bật lên thì nó cũng hỗ trợ lực bật. Với cả công nghệ giảm chấn chính của nó là Liên Ninh Cloud, trong những công nghệ hàng đầu của hãng Liên Ninh. Họ nghiên cứu ra, phát minh ra vào năm 2017 thì phải. Và cũng đã có Vio test công nghệ Liên Ninh Cloud này, khi quả trứng thả rơi xuống thì nó không bị vỡ. Quả trứng không bị vỡ và nảy ra ngoài đất thì mới vỡ. Thì công nghệ Liên Ninh Cloud này giảm chấn rất là tốt nha anh em. Tuy nhiên khi chúng ta đi vào thì Hùng nghĩ rằng nó sẽ không thể êm được như, mà chính xác nó sẽ không thể êm như công nghệ Power Cushion của Yonex. Tuy là nó đều là công nghệ hấp thụ lực và thả trứng xuống rơi không vỡ, nhưng Power Cushion thì nó vẫn mềm hơn, êm hơn. Nhưng với đôi giày mà cần là 1 triệu, đôi này giá gốc thì cũng là 499 tệ thôi. Và tại các cửa hàng ở Việt Nam thì vẫn đang bán giá là 1450.000. Nhưng mà Hùng bán rẻ cho anh em chỉ 980.000 thôi. 980.000 và anh em đặt hàng trong cái, khi xem được video này và nhắn tin đặt hàng cho Hùng thì Hùng sẽ tặng thêm mọi người ưu đãi miễn phí ship cho đôi giày này. Hùng cũng muốn bán bớt đi vì đôi này Hùng ôm khá là nhiều hàng nên anh em sẽ được mức giá ưu đãi hơn. Về lớp lưới, đây nó cũng rất là thông thoáng và nó làm kiểu sợi cước cũng rất là chắc chắn nha mọi người. Chất liệu da nó làm vân nổi lên này, nhìn rất là độc đáo đẹp. Cái này cũng có thể dễ dàng dùng rẻ, hơi ẩm để chúng ta lau cho nó sạch. Tuy nhiên thì anh em cũng hạn chế để đôi giày nó bị ẩm ướt, để ở những nơi nó ẩm ướt và đi mưa bị ẩm, bị ướt về anh em cố gắng làm sao cho nó nhanh khô nhất. Nếu không mà bị ẩm ướt nhiều thì keo giày Cầu Lông sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều nha mọi người. Đấy, đây giày đây, AITP Liên AITP 023 chỉ 980.000 miễn phí ship trong video này. Còn các khách hàng đặt trước thì vẫn phải trả ship 40 bình thường nhá, trong video này thôi nhá, miễn phí ship. Còn đôi gì nữa không nhỉ? Đôi 023 vừa rồi thì đủ size nhá. Nói chung là đôi 023 này trước cái dịp khuyến mãi thì Hùng toàn bán 1.2 thôi. Toàn bán 1.2 cũng hết hàng bình thường. Nhưng đợt này săn được khuyến mãi sâu hơn và cũng ôm được khá là nhiều hàng nên là bán rẻ hơn một chút cho anh em để còn thu tiền. Và đây mới là mẫu giày mà hôm nay Hùng muốn giới thiệu mọi người chính này. Mẫu giày này là mẫu giày ngon, cực kỳ ngon và giá cũng cực kỳ ngon. Mà Hùng bán gần 100 đôi chỉ trong vòng tháng này rồi. Duy nhất mãi thôi. Hàng lụi Trung Quốc xách tay. Hàng cực kỳ độc, cực kỳ hiếm. Chính hãng 100% luôn nha, mọi người hoàn toàn yên tâm. AITN041-2. Giá gốc là 499 nhân dân tệ. Vẫn là dòng tầm cao. Đôi này còn ngon hơn mấy đôi kia. Theo mình đá cũng rất thích đôi này luôn. Giới thiệu cho mọi người luôn. Màu vàng đậm chất với động viên Lindan. Khi mà Hùng nhìn thấy đôi giày này, Hùng cứ liên tưởng đến đôi giày Leaning Hero của Lindan, giành chức vô địch Olympic năm 2012 trước Lee Chong Wei. Màu vàng chính là màu của Lindan. Màu vàng Lindan.
Vậy thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về mẫu giày này. Trước tiên về cái dòng mặt đế này, nó thiết kế các ô tròn này và các rãnh bé, giúp cho đôi giày rất là bám nệm. Và đế cũng rất là mềm nha mọi người này. Như này, cái đế cao su này mà còn dí vào được. Đấy. Đôi này đi rất là êm. Đế của nó cũng khá là dày dặn và nó có mấy lớp giảm chấn các bạn ạ. Con này cũng sử dụng giảm chấn Linen Cloud nha mọi người. Nó ở đâu rồi nhỉ? Đây, biểu tượng của Linen Cloud đây nha anh em. Đấy, ngoài lớp Linen Cloud ở trên này, lại tiếp tục lại có một lớp giảm chấn màu trắng. Cửa này cũng rất là mềm luôn. Và tiếp theo mới là lớp mặt đế cao su chống mài mòn cũng rất là dày ở cuối. Công nghệ Pro Balock những như ở giữa giúp ổn định mặt đế, hỗ trợ lực bật cũng như là hỗ trợ giảm chấn. Nó có mấy lớp giảm chấn rất là dày. Đấy, rất là mềm. Và độ đàn hồi rất là cao. Nên dưới này cũng thế. Đấy. Nhưng mà phần trên của nó lại càng ngon, cũng không kém luôn. Trước tiên lớp lót bên trong màu xám, rất là mềm, rất là dày dặn, đỡ gót. Đi vào cảm giác không làm rất là thoải mái. Và màu này cũng rất là sạch, rất là bên trong. Màu vàng này đấy, nó sử dụng công nghệ da ép lên lưới để cho nó tối một chút. Đấy, lưới này. Cái lưới này thì giúp chúng ta vừa thông thoáng mà lại đi vào chân cảm giác rất là dễ chịu. Nó có hai miếng nhựa giữ form ở đây mọi người thấy không? Hai miếng nhựa giữ form hai bên. Nhìn rất là sang trọng. Để làm lỗ sỏ dây luôn mọi người. Giữ form đấy. Giữ hai bên má. Tiếp theo nữa là lớp da nó ép lên. Đây chính là công nghệ túp tip để giúp tăng độ bền ở mặt má xung quanh của đôi giày. Má trên và xung quanh. Nên là khi mà anh em nào mà đi mà giày mà chạy mà kiểu phanh nhiều ấy. Thì nhiều giày, ngay cả giày Runex chị cũng rất là nhiều trường hợp. Hùng gặp là bạn Hùng bị bục. Giày đi khoảng vài tháng thì phanh nhiều. Nó bị bục ra những cái điểm này, này. Đấy thì công nghệ này. Lớp da nó ép lên. Nó giúp cho phần trên bền hơn. Nhưng không chỉ có thế. Lớp da này nó là một kiểu như kiểu cao su non mà nó kiểu như kiểu giấy ráp ấy mọi người ạ. Mọi người thấy nó nổi như này không? Nó chạy như này không? Đấy, nét tí nhá. Đấy, cái phần nổi. Nó chính là giúp chúng ta hạn chế tối đa việc bị mài mòn má khi mà chúng ta miết di chuyển mà chúng ta lê chân miết xuống mặt đường. Rất là hiếm đôi giày nào có công nghệ chống mòn má như đôi này. Và đôi giày này cũng khá là nhẹ mọi người ạ. Và đôi giày này cũng rất là êm. Linen Cloud chính là công nghệ giảm chấn chính của đôi giày này. Rất là êm, chứng rơi, không vỡ. Đôi này Hùng đi vào chân cảm, Hùng đã thử rồi. Cảm rất rất là dễ chịu, rất là thoải mái luôn. Rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Cảm giác đi nó bám ôm theo chân và đeo nó không kiểu bị chật hay là gây khó chịu gì. Đôi giày này tất cả khách hàng đằng sau khi nhận được hàng thì phản hồi rất là tích cực. Và rất là nhiều người đã kêu bạn bè mua thêm ủng hộ Hùng. Có những người mua đến 4-5 đôi. Và vẫn là tiếp tục. Rất là nhiều khách hàng. Hôm nay Hùng đã nhận được hai tin nhắn của hai khách lại tiếp tục đặt thêm các size khác cho anh em cùng sân. Hiếm khi nào mà có đôi giày nào mà nó tạo hiệu ứng mạnh mẽ như thế. Đôi giày này mức giá gốc là gần 1,8 triệu. Và khuyến mãi chỉ còn 880.000. 880.000 ship 40 nữa là 920. Đôi giày này đặc biệt là nó rất là độc, nó rất là hiếm ở Việt Nam, không có và cũng chưa từng xuất hiện ở Việt Nam. Đây là nội địa Trung Quốc, chỉ bên Trung Quốc mới có, thậm chí bên Trung Quốc đôi giày này còn hiếm cơ. Đôi giày này còn hiếm cơ. Nên mọi người tranh thủ cơ hội nha, đảm bảo mua là ưng. Nếu mà anh em ưng quá thì nhớ trả thêm tiền cho Hùng nhá, bán rẻ quá. Tôi cảm ơn mọi người. Và đây à, đôi này có size hết size 39.5 và hết size 40 rồi. Nói chung là trước khi đăng video này thì Hùng đã bán hết rồi. Bây giờ chỉ còn size 41, 42, 43 thôi. À cả 41.5 nữa nha. Anh em nào đi 41 chật và 42 rộng thì có cả size 41.5 cho anh em. Còn size 41, 41.5, 42, 43 nữa mọi người. Đây là đôi giày cuối cùng mà Hùng muốn gửi đến mọi người. Và cũng là đôi giày rất là thích. Đường keo các thứ của nó nhìn cũng thích, cực kỳ thích luôn. Nhìn cứ như kiểu giày cao cấp mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến giây phút này. Cảm ơn rất nhiều, video đã được 30 phút rồi. Và bây giờ thì Hùng phải đi nghỉ đây. Bây giờ theo Hùng ước toán thì khoảng là 12 giờ kém buổi đêm ấy mọi người. Sáng mai Hùng đi quay live stream giải cầu lông vô địch tỉnh Bắc Ninh nhá. Và nếu mà mọi người yêu quý ủng hộ Hùng thì hãy theo dõi kênh Facebook, kênh YouTube Sport Hùng Badminton, đặc biệt là kênh Facebook để xem trực tiếp tất cả những giải đấu cầu lông hay tại khu vực miền Bắc này mà Hùng đi live stream nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Hẹn gặp mọi người tại live stream ngày mai của Hùng nhá.